Nhà đất Hùng Sơn mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hùng Sơn. Buổi chiều đọc trò hôm nay, Hùng Sơn sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà một trệt hai lầu đúc 3 tấm và một tum, có vị trí mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán, mở văn phòng đại diện, văn phòng công ty, một căn nhà chính chủ đang ở. Do điều kiện công việc, chủ nhà cần bán gấp căn nhà với mức giá khá là mềm. Chủ trước là Việt Kiều và về đây ở được tầm gần 2 năm và bây giờ muốn bán căn nhà này lại để đi định cư bên nước ngoài quý vị nhé. Nhà có diện tích chiều ngang 4m, chiều dài 18m. Nhà có hướng chính nam, vị trí nhà này gần ngay với khu vực ngã tư, cách với căn nhà hai mặt tiền là ngã tư quý vị nhé. Đây là khu vực ngã tư này, kế bên với căn nhà. Và khu vực này cũng kinh doanh buôn bán được. Quý vị nhìn là cơ sở hạ tầng và vị trí xung quanh đây quý vị. Xung quanh đều kinh doanh buôn bán. Trên trục đường này thì có tới 3-4 quán cà phê. Còn tạp hóa, quán ăn, quán nhậu cũng rất là nhiều quý vị nhé. Nhà có hướng nam, đường phía trước, cả lòng đường và vỉa hè rộng tầm gần 20m luôn quý vị nhé. Và đây là căn nhà Hồng Sơn giới thiệu cho quý vị này. Ngang 4, dài 18m, hướng chính nam, mặt tiền mái thái, hình chữ A, ban công vuông, nhà có tum ở trên, có sân thượng trước và sân thượng sau. Bây giờ mời quý vị mình vào trong, ta tham quan chi tiết ở trong. Nhà này có hai lớp cửa, ở ngoài là một lớp cửa cuốn đức, phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Với diện tích ngang 4, sâu 18m, chủ nhà thiết kế căn nhà này gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Nhà này sẽ có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh cộng với phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Đây là khu vực sân đậu xe nối liền với phòng khách, phía trong là phòng bếp quý vị nhé. Diện tích ngang 4, sâu vô là 18m. Đây quý vị. Tuy nhiên khu vực này thì thời gian đầu đa số chủ để xe trong nhà, nhưng một thời gian thì đều để ngoài hết nhé. Vì nhà này được nằm trong một khu dân cư an ninh, yên tĩnh và khá là thân thiện quý vị. Mình quay lại con đường ở ngoài cho quý vị xem này. Đây, ở ngoài đều để xe hơi ở ngoài hết quý vị nhé. Vách hai bên thì được chủ nhà ốp những mảng nhựa cao tầm khoảng hơn 1m. Và khu vực phòng khách này có quạt trần ở giữa đây quý vị. Bên đây là khu vực vách. Vách bên phải thì được chủ nhà ốp máy nhựa, khu vực này thì mình có thể thiết kế để tivi ở đây được quý vị nhé. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà kênh YouTube Nhà đất Hùng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Trong đây là khu vực phòng bếp này. Phòng bếp khá là rộng rãi, có hai dàn tủ trên và dưới. Ở trên thì mình sẽ có quạt trần kết hợp với hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ở trên. Và ở đây thì có bàn ăn ở đây quý vị nhé. Nhà ở đông người nên cũng khá là nhiều đồ quý vị. Và ở đây là khu vực tủ kệ ở dưới. Phía sau đây là lối thoát hiểm rộng tầm 1m ở phía sau. Và bên đây là phòng vệ sinh tầng trệt. Do phòng vệ sinh đang có người sử dụng nên Hồng Sơn chỉ quay sơ khu vực đây quý vị nhé. Mình nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa rồi cùng Hồng Sơn lên lầu trên để ta tham quan khu vực lầu trên. Căn nhà này đang được chính chủ gửi bên Hồng Sơn chào bán với mức giá 4 tỷ đồng. Cô chú anh chị xem được video này, nếu thấy căn nhà này hợp lý thì có thể alo cho Nhà đất Hồng Sơn để đi xem trực tiếp theo số điện thoại 0983 155 009 hoặc số 0973 114 255. Hồng Sơn sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Căn nhà này có địa chỉ tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí gần vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, gần đường DT743 cũng như là chợ Đông Đô, gần ngã tư Miếu Ông Cù. Mình lên tới khu vực lầu trên. Lầu này sẽ có hai phòng ngủ hai bên và hai phòng ngủ thì đều có hai phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Diện tích ngang 4, dài 18m. Thiết kế phòng ốc khá là rộng rãi quý vị nhé. Phía sau có cửa sổ này. Và đây là phòng vệ sinh riêng. Trong phòng ngủ thứ nhất
nhà mình. Mình sang tham quan tiếp khu vực phòng ngủ thứ hai, một căn nhà sổ hồng riêng mua bán công chứng trong ngày quý vị nhé. Và phòng ngủ này cũng khá là rộng quý vị này. Và đây là phòng vệ sinh này. Nhà đang ở nhà đông người nên Hồng Sơn sẽ quay một hai cái phòng vệ sinh cho quý vị xem quý vị nhé. Nội thất gồm có bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage sen thuyền, bồn tắm nằm, được chủ nhà đề co đầy đủ hết ở đây quý vị nhé. Phòng ngủ này cực kỳ rộng luôn quý vị này, kết hợp giữa phòng ngủ lớn và em bé ở chung trong cái phòng này. Một căn nhà ngang 4 sâu 18 mét, nhà có hướng chính nam, tọa lạc tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Giá 4 tỷ đồng vẫn còn bớt quý vị nhé. Chủ nhà là Việt Kiều nên bán để tiếp tục đi sang nước ngoài nên để lại mức giá khá là mềm. Một căn nhà mặt tiền đường kinh doanh, nhà này thì mình có thể mua về để vừa ở làm văn phòng công ty, kết hợp có thể bán tạp hóa, làm spa, mỹ phẩm, thuốc tây, làm tóc được quý vị. Lầu trên này có thêm hai phòng ngủ hai bên và cái phòng ngủ thứ ba này không sử dụng tới quý vị này, không sử dụng tới để đồ đây quý vị nhé. Phòng ngủ rộng rãi. Và phía sau đây sẽ là cái phòng vệ sinh ở lầu trên. Đây là phòng vệ sinh thứ tư của căn nhà. Nhà gồm có sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Nhà này có 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. Ở đây là cầu thang lên sân thượng trước và sân thượng sau. Cửa trên đây thì chủ nhà đã khóa rồi quý vị nhé. Nên chỉ sân thượng ở trên, Hồng Sơn không tiện quay. Cô chú anh chị đi xem trực tiếp thì chủ nhà sẽ mở cửa cho xem. Và đây là cái phòng ngủ thứ tư quý vị này. Phòng ngủ thứ tư này cũng rất ít sử dụng quý vị nhé. Ở đây có một anh con trai đây thôi, hầu như không sử dụng tới. Và phía trước đây là phòng thờ này. Phòng thờ thì chủ nhà cũng không sử dụng tới nên thiết kế làm cái phòng làm việc ở đây. Đây quý vị nhé. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp quý vị vào video tiếp theo. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như lưu số điện thoại của Hồng Sơn để đi xem nhà. Alo trực tiếp cho Hồng Sơn nhé.